Ở trong nó như cái mặt trắng nó cái này. Đôi ni toàn đôi quyên sắp sắp tè tè. Bình nó đồng bóng. Đây này cái mà mới được ở là hồng anh này, tháng này. Nãy giờ quá. Phúc làm mà ướt luôn. Em đi đường đi. Có mùi thơm. Con thoảng. Hoang đồ. Quá đẹp. Cái thông như thế kìa. Nó tự mình lộ ra. Mình áo luôn mùi thân bò luôn này đó. Trường Mỹ đây. Bây giờ là 12 giờ, chúng tôi đang ở trên đỉnh Ngọc Linh, cao 2.500m. Chúng tôi thấy thảm thực vật ở đây là toàn hoa đỗ quyên, sắp sắp ngon đầu người. May mắn là dịp này là vào tháng 3, cuối tháng 3. Chúng tôi lên đây thì hoa đỗ quyên đang rau hoa và đã lọc rất đẹp. Nếu có ai muốn khám phá đỉnh Ngọc Linh vào tháng 3 thì hoa đỗ quyên sẽ đón quý khách một rừng hoa rất là đẹp. Mày thâu bấm cho được cái hình thôi, thâu ơi. Tất nhiên là hiện nay thì người dân ở đây thì họ trồng rất là nhiều. Rồi. Đường kính 3 mét khoảng. Thông được giá trị nó có tốt không anh? Nó có quá đặc biệt luôn á. Bữa nào cũng làm hàng chân thôi, hàng nào mình nấu nước mình uống, cái chai nước mình đem theo đi công tác tiếp theo. Bữa nào nước mất tích rồi. Cà phê mình nấu. Chúc mừng cây thuốc mình nhé. Không đấy. Đi tiếp. Dạ. Anh cho về đây anh có 2.300. Bộ đây nào, bộ. Ông vô hang rồi, đi cho nó vui ha, không vui đi.
À, thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt tại Sơn Hệ Ngọc Linh. À, nơi đây thì chúng tôi đang phát hiện được một cái quần thể thông rất là lớn, và với cái đường kính thì có thể là trên 3-4 mét. Và có thể nói rằng là theo các cái chuyên gia thì ước tính sơ bộ là có thể hàng ngàn năm tuổi. Và nếu ở Tây Giang thì có cái rừng bơ mu 1000 năm tuổi cực kỳ quý giá, thì ở rừng Ngọc Linh này, rừng thông này cũng được xếp cho là cái cây cây di sản cần phải được bảo vệ khẩn cấp. Đúng bè đó. Đúng rồi, nó là cái gì mình nghĩ ra chứ là mình cứ trình đây. Ta sẽ mua nhanh. Mua nhanh để làm việc. Ai. Rất là tốt đấy. Để ta đây em có đi lên trước. Cơm ăn cơm con miếng kia. Đi trước có bố đây đó tí mới ăn đầy đó. Anh vừa cổng mình làm mệt. Đây là giúp cái gần mà mở không. Nó lên nhỏ hả? Trừ lim xanh hả? Có vòn trầm tích tí. Tụ hồi nã bị không những mà chúng nó khóc là cần phải dừng khóc là hại đó ngoài lên được cái sợ ấy nữa ai nó trong bò trong âm đó ai đừng rồi lên trên khỏe thì lên bản đồ nếu thích đi thăm thì đi quan quan đi thăm cái là ái không à những cái ta bên mai quen lên mắt mắt mũi rồi tao bắt cái này ủ như trong vùng cổ tích đi đẹp quá thì kỳ quá đẹp đi. Cái tháng này đừng có ra rã. Tiếp tục đi. Ôi ôi. Tiếp tục. Tao chẳng hạn. Chắc là không lên đỉnh. Đây là cái khu rừng Ngọc Linh là được Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã quy hoạch rồi, nhưng sắp tới sẽ xu hướng sẽ thành lập cái khu bảo tồn để thứ nhất là liên kết cái vùng giữa cái khu bảo tồn Ngọc Linh bên Kon Tum với lại khu bảo tồn Ngọc Linh bên Quảng Nam. Thứ hai nữa cũng bảo tồn ở đây có một số loài đặc hữu như khứa Ngọc Linh, rồi sâm Ngọc Linh, thì những loài đó cũng cần được bảo tồn, bảo vệ. Qua những ngày khảo sát thì chúng ta thấy những khu rừng nguyên sinh này nó ít bị tác động, chứng tỏ cái công tác bảo vệ rừng ở đây cũng rất là tốt. Cái thằng thủ cái này đây là cái mờ hả đấy chứ ở trên đó có cái mỏ là ổng nó đây bước đi. Cười tươi mà lên dốc còn cười được rồi. Một lít nước đang đổ đây. Em từ dưới làm riêng mình tổ chức một cái buổi họp báo rồi. Bây giờ làm bừa một buổi. Ngồi thảo luận nhất bên đây cũng hết chuyện. Ủa, về. Đó, có máy ảnh mà. Đấy, rồi qua chỗ anh đài mình xin cóp một. Hết miệng đủ. Hết miệng miệng măng luôn á, đủ mà mới đừng có đưa cho ta. Đó là có. À. Chúng khỏi chìm nhanh cho phá tù la đó. Hay nuốt hết đi. Lên về đi. Chú. Cái gì em biết rồi nhưng mà cây chưa thấy. Đây mà không có xuống nước nữa. Cứ lo. Rồi lo gì, tin lên đất đỉnh là kêu trực thăng. Đù sương mù.
Đây này, ngậm cái ram đây. Này.